Thanh Nhẫn và kênh Tin Nắm Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn ủng hộ những clip tin tức thời sự của chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Phải mạnh tay dẹp kẻ chống lưng, doanh nghiệp sân trước, sân sau. Thưa quý vị, kết luận số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó yêu cầu mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước, khẩn trương rà soát, khắc phục những sơ hở bất cập trong đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, chứng khoán đang được đông đảo nhân dân quan tâm và ủng hộ. Bởi lẽ trong thời gian qua, không ít doanh nghiệp đã lợi dụng sơ hở, móc ngoặc với cán bộ công chức trong khu vực nhà nước để tham ô, lũng đoạn, trục lợi gây ảnh hưởng đến nền kinh tế và bức xúc trong dư luận. Các chuyên gia nhận định, việc ra đời của kết luận 12 trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết và kịp thời để loại bỏ tình trạng sân trước sân sau, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đã từ lâu, vấn đề này được nhắc đến nhiều trong các văn kiện của Đảng và các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo nhà nước. Đó là những vấn đề về sân trước sân sau, tập đoàn nọ tập đoàn kia, hay tư bản thân hữu hoặc các dự án bất bình thường. Hiện tại, các cơ quan nhà nước cũng đang rất tích cực vào cuộc để xử lý. Có thể nói rằng, dù sai phạm của lãnh đạo một số doanh nghiệp như FLC hay Tân Hoàng Minh mới chính thức được cơ quan điều tra công bố và tiến hành khởi tố. Thế nhưng, trước đó nhiều dấu hiệu sai phạm của một số doanh nghiệp này đã từng bị cơ quan báo chí lên tiếng cảnh tỉnh. Điều khiến dư luận bức xúc chính là, dù báo chí đã cảnh tỉnh, nhưng các lãnh đạo của các doanh nghiệp này vẫn không hề hấn gì hoặc cùng lắm chỉ là phạt hành chính. Điều này có nguyên nhân một phần là do cơ chế trong việc thực hiện việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực của chúng ta vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Hoặc cũng có thể do quá trình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt là việc thực hiện luật khiếu nại tố cáo, giải quyết đơn thư, tiếp công dân vẫn chưa đến nơi đến chốn. Như vậy, có thể nhiều thông tin khiếu nại về tiêu cực, tham nhũng của cử tri và người dân gửi lên có thể đã bị bỏ qua hoặc không được đánh giá đúng. Cũng một phần chúng ta còn quá nặng nề khâu thủ tục hành chính, hình thức nên không đi đến cùng của vấn đề sự việc. Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh thêm về vai trò của việc chú trọng xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại dưới dạng đơn thư nạc danh. Hiện tại, dạng kiến nghị này của công dân vẫn bị coi nhẹ, mất quá nhiều thời gian để xem xét, thậm chí là bị bỏ qua. Từ đó, nhiều vấn đề liên quan đến tố cáo sai phạm của các cán bộ chủ chốt trong bộ máy nhà nước cũng dễ bị bỏ lọt. Vị Phó trưởng Ban Dân Nguyện nói, chúng ta cũng cần thực hiện nghiêm cơ chế giám sát của cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức xã hội, của báo chí, đặc biệt là phát huy vai trò của đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các tỉnh. Đồng thời, các cơ quan này cần vào cuộc một cách công khai, toàn diện và không viện lý do về mật, tối mật. Tôi chắc chắn rằng, nếu làm được điều đó, chúng ta sẽ loại trừ ngay từ ban đầu tư duy hoặc dự kiến thành lập nên doanh nghiệp sân trước sân sau trong tương lai. Nếu làm tốt việc này, còn góp phần làm tiêu tan đi những nghi ngại về công cuộc phòng chống tham nhũng mà chúng ta đã cố gắng thực hiện bao nhiêu năm qua. Tôi cũng đã từng phát biểu tại nghị trường nhiều lần về vấn đề này. Đó là Quốc hội không chỉ xem xét và yêu cầu giải trình đối với các cơ quan nhà nước, mà còn yêu cầu các doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng phải giải trình về các vấn đề sản xuất, kinh doanh. Bởi vì, gọi là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nhưng chính họ cũng đang sử dụng tài nguyên của nhà nước, đang làm việc trong phạm vi chịu ảnh hưởng của pháp luật. Việc yêu cầu các doanh nghiệp, tập đoàn lớn ngoài nhà nước giải trình trước Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cũng sẽ đảm bảo cho các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh kinh tế được giữ vững. Ngoài ra, nó cũng sẽ dẫn dắt các doanh nghiệp ngoài nhà nước đi đúng hướng và cũng củng cố thêm năng lực quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp này. Chúng ta vừa cảnh tỉnh nhưng có thể phát hiện được tiêu cực trong quá trình cấp phép các dự án, thu ngân sách, sử dụng lao động hay trong hợp tác kinh doanh. Từ đó sẽ làm lành mạnh các hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động kinh tế nói riêng. Có như vậy, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ có nhiều hiệu quả hơn. Nhận định về tầm quan trọng của kết luận số 12, tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, đây là một văn bản ra đời trong bối cảnh nước ta đang có nhiều vấn đề liên quan đến những hoạt động của doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nó hết sức cần thiết trong công tác phòng chống tham nhũng nói chung. Sau 5 năm, chúng ta thực hiện kết luận số 10 của Bộ Chính trị. Điều này khẳng định rằng, Đảng ta đang có một sự quan tâm rất lớn đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt hơn, tại kết luận số 12 của Bộ Chính trị, chúng ta còn nhấn mạnh việc tăng cường vai trò sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của cá nhân các đảng viên và các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ công chức. Việc tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, cũng bởi từ lâu chúng ta đã xác định rằng tham nhũng chính là tử huyệt,
không chỉ làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ đảng viên, mà có thể gây ra những hệ lụy rất lớn về công tác quản lý cán bộ và quản lý nhà nước. Vì thế, nếu vẫn còn đội ngũ cán bộ nhà nước tiếp tục nhũng nhiễu, bắt tay và cho doanh nghiệp làm sân sau hay chống lưng cho cá nhân và doanh nghiệp ngoài nhà nước để thu vén lợi ích cá nhân hoặc cài cắm các lực lượng để sử dụng quyền lực, tham nhũng lâu dài, thì cực kỳ nguy hiểm. Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng nhận định rằng, dù nước ta đã có hệ thống luật pháp chặt chẽ, nhưng thực tiễn cho thấy, mỗi một thời kỳ, mỗi luật chỉ phát huy được sức mạnh ở một vị trí nào đó. Điều này chưa tạo ra được những bước đột phá mạnh mẽ để quét sạch vấn nạn tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi các cơ quan đơn vị trong và ngoài nhà nước. Qua đó, tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, việc Bộ Chính trị cho ra đời kết luận số 12 được ví như là đang căng sợi dây đàn trong dàn nhạc hợp xướng để bản nhạc về phòng chống tham nhũng của chúng ta thêm hào hùng, khí thế, quét sạch và diệt tận gốc vấn nạn tham nhũng. Ép học sinh yếu không thi vào lớp 10. Xin thầy Bộ trưởng đừng nghe báo cáo. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã cho lập đường dây nóng để ghi nhận những phản ánh về các trường ép học sinh yếu không thi vào lớp 10. Nhưng dư luận quan tâm hơn đến cái kết, nhất là sau những báo cáo khẳng định không có chuyện ép. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm việc một số trường học yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực không tốt phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10. Vậy là câu chuyện tệ hại này đã đến tai Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Với mấy chữ làm rõ và xử lý nghiêm đã có thể thấy rõ quan điểm và sự quyết liệt trong xử lý. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong sáng hôm qua cũng đã có văn bản yêu cầu làm rõ. Rồi đến phòng giáo dục cấp quận, rồi đến hiệu trưởng các trường cũng lần lượt xuất hiện. Nhưng kết quả không ngoài dự đoán, rằng hoàn toàn không có chủ trương ép học sinh không thi vào lớp 10. Rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp sau? Có lẽ phải mở ngoặc rằng, đúng 20 năm trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từng có văn bản yêu cầu hiệu trưởng các trường không được cưỡng ép hoặc gợi ý học sinh chuyển trường dưới bất kỳ lý do nào. Năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo của thủ đô cũng đã nghiêm cấm các trường không được ép buộc hoặc vận động học sinh không tham gia đăng ký dự thi vào lớp 10. Có câu, không có lửa, sao có khói. Sở dĩ từng có những văn bản nghiêm cấm này là bởi thực tế có dư luận về việc cưỡng ép học sinh chuyển trường, gợi ý, ép buộc học sinh có học lực không tốt, cam kết không thi vào lớp 10. Nó có dư luận là bởi những dư luận đó ngay lập tức bị nhấn chìm trong những báo cáo khẳng định không có chuyện ép buộc như vừa hôm qua. Báo chí sáng nay trích dẫn ý kiến một thầy hiệu trưởng cho rằng hiện tượng ép học sinh học lực kém không thi vào lớp 10 là có thật nhiều năm nay ở Hà Nội. Nguyên nhân là từ những thống kê của các phòng giáo dục quận, huyện về số học sinh lớp 9 đỗ vào lớp 10 trường công để đánh giá thành tích của trường. Và khi mà phòng giáo dục đã thống kê thì trường phải có giải pháp thiết thực để con số thống kê đó của trường mình được đẹp. Năm 2006, khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục, việc đầu tiên của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân là chọn tuyên chiến với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích là khâu đột phá. Dường như ngành giáo dục giờ phải tuyên chiến lại và bắt đầu bằng chính việc không chỉ nghe những báo cáo là không có chuyện ép buộc. Nhưng báo cáo như thế năm nào cũng có. Không chừng sang năm cũng lại sẽ có, nếu hôm nay những báo cáo ấy như một sự chấm hết. Hai vụ án thao túng thị trường chứng khoán rúng động giới đầu tư Việt. Thưa quý vị, thao túng chứng khoán đang là câu chuyện nóng nhất trên mọi diễn đàn khi tối qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holding, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân gồm Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holding, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land, Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding, Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt và Lê Thị Thủy Liên, Nhân viên Dịch vụ Tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt về tội thao túng thị trường chứng khoán theo quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Theo C03, trong thời gian từ ngày 4 tháng 1 năm 2021 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021, ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Holding, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land, thông đồng với ông Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital, mã TGG, Công ty Cổ phần Louis Land, mã BII và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
cùng tội danh thao túng chứng khoán. Trước đó ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bắt giam chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Tiếp đó, bà Hương Trần Kiều Dung, phó chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh, tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Boss, cùng hai em gái ruột của Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hành vi giúp sức cho chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán. Hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Quyết được xác định thực hiện từ đầu tháng 12 năm 2021, kéo dài đến phiên giao dịch ngày 10 tháng 1 năm 2022, phiên mà chủ tịch FLC bán chui 74,8 triệu cổ phiếu. Theo đó, ông Quyết đã vẽ ra một kịch bản khá tinh vi, chỉ đạo nhiều người cùng tham gia thổi giá cổ phiếu của chính tập đoàn mình nắm giữ lên một mức cao ngất ngưởng để lùa gà nhiều nhà đầu tư, rồi úp sọt bán chui số cổ phiếu ông mua rẻ với mục đích hưởng lợi bất chính. Cụ thể, ông Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết, điều hành nhân viên công ty cổ phần chứng khoán Boss và công ty con, công ty vệ tinh, sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau, liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn nhằm tạo ra cung cầu giả. Mục đích là đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng trên cổ phiếu ngày 1 tháng 12 năm 2021 lên giá trần cao nhất 24.050 đồng trên cổ phiếu, trung bình là 22.586 đồng trên cổ phiếu, tăng 64%. Sau đó, ông Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586 đồng trên cổ phiếu, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng. Cơ quan chức năng nhận định, ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán Boss và các công ty liên quan vụ thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10 tháng 1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, nhưng nhiều ý kiến cho rằng đây là vụ thao túng giá có tầm ảnh hưởng rộng nhất và gây rúng động lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 22 năm hoạt động đến nay. Mất rừng, thiếu nước, đói nghèo đâu phải do thiên tai ập đến. Thưa quý vị, hàng loạt vụ phá rừng lớn liên tục được phát hiện tại Đắk Lắk. Rừng hóa trọc, trơ đất cằn, xót xa. Nhưng đau lòng hơn là 4.200 dân trong số 50% hộ thuộc xã La Rve ở huyện Ea Súp đang rơi vào diện đói nghèo vì đất sản xuất thiếu nước tưới. Trong khi đó, Đắk Lắk đang tìm nguồn ngân sách hơn 25.000 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi. Hệ lụy mất rừng đang ập đến cùng lúc như thảm họa thiên tai ở mảnh đất vốn là đại ngàn. Trong khi vụ phá 400 ha rừng ở huyện Ea Súp mới xảy ra đầu tháng 4 năm 2022, chưa bắt được thủ phạm, thì ngày 19 tháng 4, Đắk Lắk lại phát hiện thêm hai vụ phá gần 100 ha rừng khác tại huyện Lắk. Chưa kể hàng loạt vụ phá rừng lớn nhỏ khác vừa xảy ra dồn dập ở tỉnh này đang trong quá trình điều tra. Theo Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới Việt Nam, trong 15 năm qua, có 186.721 ha diện tích đất có rừng tự nhiên ở Đắk Lắk đã được chuyển mục đích sử dụng, khiến độ che phủ rừng của Đắk Lắk hiện chỉ còn 38,2%. Số liệu Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho thấy, chỉ từ năm 2005 đến 2020, diện tích đất lâm nghiệp toàn vùng Tây Nguyên giảm 86.656 ha, bình quân mỗi năm mất khoảng 5.700 ha rừng. Phá rừng diễn ra khủng khiếp như vậy, tăng cả tần suất, cường độ lẫn quy mô, nhưng việc trồng bù lại rừng là không đáng kể. Thậm chí, diện tích tái phủ xanh đồi núi trọc phần lớn là rừng sản xuất, nghĩa là sẽ bị đốn hạ, trọc hóa khi cây trồng đủ tuổi khai thác. Chính vì vậy mà khô hạn xảy ra khắp nơi. Tại xã La Rve ở huyện Ea Súp, hiện hơn 6.600 ha đất sản xuất không có nước tưới cả 4 mùa. Nhân dân thử nghiệm nhiều loại cây trồng đều thất bại. Hệ quả, 1.113 hộ dân, hơn 4.200 khẩu diện đi kinh tế mới ở địa phương này đã rơi vào diện hộ nghèo và cận nghèo, chiếm hơn 50% số hộ gia đình toàn xã. Thực trạng này đang báo động không chỉ ở nhiều địa phương khác tại Đắk Lắk mà còn cả Tây Nguyên. Trong khi đó, Đắk Lắk đang tính toán trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2050, tỉnh này cần hơn 25.000 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi để đáp ứng nhu cầu sản xuất, canh tác cây trồng, nước sinh hoạt cho dân. Cái nguy hại lớn nhất của vụ phá rừng không chỉ là mất gỗ mà là thảm họa về môi trường. Đất bị suy thoái, sụt giảm mạch nước ngầm, vạn vật sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có con người. Mất rừng, thiếu nước, dân đói nghèo vì có đất sản xuất nhưng không đủ nước tưới. Vòng tròn luẩn quẩn này đã được cảnh báo sớm, nhưng bây giờ thì nó đồng loạt xảy ra ở Đắk Lắk. Không phải là thiên tai,
nhưng những vấn nạn từ hệ lụy đến mất rừng sẽ khốc liệt cho Tây Nguyên. Vì vậy, cứu đất, cứu dân đói, dân nghèo không chỉ là ra sức xin tiền, xây hồ chứa nước, mà là phải bằng mọi cách giữ rừng, tái sinh rừng mới là giải pháp lâu dài, bền vững cho Đắk Lắk và Tây Nguyên. Hàng tỷ dữ liệu cá nhân, tổ chức bị mua bán trên mạng. Thưa quý vị, gần đây nhất, tháng 1 năm 2022, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệt phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân trái phép có quy mô liên tỉnh và lớn nhất tại địa phương, khởi tố 5 đối tượng về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện nhóm mua bán data mới 2020 trên Facebook có khoảng 300 thành viên, hoạt động mua bán, trao đổi dữ liệu thông tin cá nhân trái phép với giá 1.000 đồng trên thông tin. Các đối tượng thường trao đổi thông tin qua Zalo, Messenger và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Kết quả điều tra xác định, nhóm này đã mua bán khoảng 6,2 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên toàn quốc, thu lời bất chính 2,3 tỷ đồng. Một vụ việc tương tự giữa năm 2021, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân lớn nhất từ trước tới nay xảy ra tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành. Hai trong số các đối tượng bị khởi tố về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông trong vụ án này là Dư Anh Quý, sinh năm 1988 và vợ là Lại Thị Phương, sinh năm 1992, giám đốc công ty giải pháp năng lượng Vinitech, cùng chú tại Đông Anh, Hà Nội. Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng đã thu thập, chiếm đoạt, mua trái phép gần 1.300GB dữ liệu, chứa hàng tỷ thông tin khách hàng trong ngành điện lực, giáo dục, ngân hàng, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm, hộ khẩu, dữ liệu viễn thông, thuê bao điện thoại, bất động sản để giao bán. Điều đáng nói, các đối tượng còn cam kết tính chính xác và có khả năng cập nhật dữ liệu, trích xuất dữ liệu theo yêu cầu người mua. Doanh nghiệp mua dữ liệu để thu lời bất chính. Từ các vụ án nêu trên, cơ quan chức năng xác định dữ liệu cá nhân được các đối tượng thu thập từ nhiều nguồn và bằng nhiều phương thức khác nhau, như qua các phần mềm trái phép cài ẩn trong các trang mạng bán hàng. Khi người dùng truy cập vào sẽ bị lộ các thông tin cá nhân như địa chỉ IP, thời gian, số điện thoại, địa điểm. Ngoài ra, một số đối tượng còn dùng mã độc, phần mềm gián điệp thu thập dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng máy tính và điện thoại di động, tấn công, xâm nhập hệ thống máy tính để chiếm đoạt thông tin, dữ liệu cá nhân, hoặc các đối tượng lợi dụng quyền quản trị hệ thống thông tin tại một số cơ quan, doanh nghiệp để trích xuất dữ liệu. Các dữ liệu này được mua đi bán lại nhiều lần, cung cấp dưới dạng dịch vụ như databox.vn, databoxviet.com, laydata.com, laydata.net, kho-data.net, databox.biz, fff.com.vn, co-khách.com, vltoolkit.com, thậm chí xuất hiện trên các diễn đàn tin tặc. Theo Bộ Công an, việc mua bán dữ liệu cá nhân dưới hai hình thức chính. Một là các doanh nghiệp công ty kinh doanh dịch vụ thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng, cho phép các đối tác thứ ba tiếp cận thông tin này nhưng không yêu cầu, quy định chặt chẽ, để đối tác thứ ba chuyển giao, buôn bán cho các đối tác khác. Thứ hai, các doanh nghiệp chủ động thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, hình thành kho dữ liệu cá nhân, phân tích, xử lý để kinh doanh buôn bán. Trong đó, nhiều cá nhân, doanh nghiệp như bảo hiểm, trung tâm ngoại ngữ, bất động sản mua dữ liệu với số lượng lớn từ các đối tượng để sử dụng trái phép. Một số doanh nghiệp có dấu hiệu khai thác, sử dụng trái phép dữ liệu khách hàng để cung cấp cho bên thứ ba.